Thích ăn thịt rắn bị rắn cắn chết Ông Đờ, 52 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Trên đường đi Hậu Giang đòi nợ Ông đi qua Cần Thơ nhậu với bạn bè Và được tặng con rắn hổ đất Ông bỏ rắn độc trong túi để vào nhà vệ sinh khách sạn rồi đi ngủ Rạng sáng hôm sau, người thân nhận được tin nạn nhân bị chính con rắn này cắn chết theo bà T, vợ của ông Đờ. Khoảng 5 giờ sáng ngày 25 tháng 2, nhận được điện thoại của chồng, giọng nói yếu ớt vừa bị rắn cắn. Chưa nói dứt lời, ông Đờ cúp máy. Gia đình tìm mọi cách liên lạc, nhưng điện thoại của ông này chỉ đổ chuông, không ai bắt máy. Gia đình nhốn nháo tìm kiếm, nhưng không có thông tin gì. Bà Tê chợt nhớ, điện thoại chồng có gắn GPS nên thử truy tìm. Sau đó, phát hiện tín hiệu điện thoại phát ra từ nhà nghỉ NH, phường Hương Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nên gia đình tức tốc từ Vĩnh Long sang Cần Thơ. Khi mở cửa phòng nghỉ thì mọi người thấy ông Đờ nằm dưới sàn nhà, mắt trợn trắng, toàn thân tê cứng và đã ngưng thở. Ông Đắc Trung, một người chuyên trị nọc rắn ở Vĩnh Long cho biết rắn hổ đất tuy nhỏ nhưng rất độc và nhanh nhẹn có cu mổ nhanh như chớp sau khi cắn người rắn thường cắn vào đuôi một nhát để làm dấu loại này vô cùng hung tợn và thời điểm chúng mang thai chỉ cần có người hay con vật gì đi thoáng qua hang của nó là lập tức bị truy đuổi ông đắc trung chia sẻ qua khám nghiệm, công an phát hiện có một con rắn hổ đất nặng 0,5 kg, dài 1 m, 1 đang quấn vào chân bàn trong phòng nghỉ. Dưới chân ông đỉnh có vết bầm tụ huyết kích thước 7 x 8 cm. Giữa vết bầm có hai vết rắn cắn. Theo trình bày của người thân, sáng 24 tháng 2, ông đi huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để đòi nợ một người tên là Hắc Đến 17 giờ cùng ngày, ông quay về thành phố Cần Thơ và đến nhà nghỉ thuê phòng ngủ qua đêm thì gặp nạn. Theo Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội công an thành phố Cần Thơ, gia đình từ chối giải phẫu khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, công an cũng kết luận nạn nhân bị rắn độc cắn dẫn đến tử vong. Một người bạn làm ăn với ông Đờ cho biết ông này rất thích ăn và hay nhậu thịt rắn nhất là các loại rắn có nọc độc. Thịt chó Nhật Tân bỏ nghề sát sinh vì sợ báo quán Trước đây, phường Nhật Tân, một địa danh đã quá nổi tiếng với làng Qua Đào và các hàng thịt chó tại Hà Nội, luôn đồng nghịch khách. Thì bây giờ, thương hiệu thịt chó Nhật Tân gần như đã lùi vào dĩ dãn. Còn duy nhất một nhà hàng thịt chó nhiều năm qua, đoạn đường Âu Cơ đi qua phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, được người ta dí là phố thịt chó. Gần 30 quán thịt chó ngày xưa đã đi vào lòng dân nhậu và nổi tiếng như Trần Mục, Hồ Kiếm, A Trang, Anh Tú Sịnh, Anh Tú Nhà Kính, Anh Tú Nhà Lá. Giờ chỉ còn lại một cửa hàng duy nhất mang tên Anh Tú Béo ở địa chỉ 266 Âu Cơ. Đến bây giờ, người ta vẫn không thể hiểu vì sao phố thịt chó nổi tiếng như Nhật Tân lại biến mất một cách bí ẩn như vậy. Vì mất khách, vì kinh doanh thua lỗ hay vì một lý do nào khác? Mấy chục năm bán quán nước chè ở phố thịt chó này, tôi khẳng định các hộ kinh doanh thịt chó đa số đều rất có lãi, rất giàu. Nhưng vì sao họ đồng loạt đóng quán rồi chuyển hướng kinh doanh sang thứ khác thì tôi nghe nhiều chuyện lắm. Người thì bảo kinh doanh thịt con vật thân thiết với con người trước sau cũng lụng bại nên bỏ. Người thì khi đã giàu muốn làm nghề khác chứ không muốn sát sanh nữa nên cũng bỏ. Có người thì tôi chẳng tìm hiểu lý do. Ông Hưởng, chủ quán nước trên con phố thịt chó cho biết theo ông Hưởng, một trong những quán thịt chó mọc lên đầu tiên ở đây là quán A Trang. Người chủ tên là Hồ Văn Trang. Ông Hưởng không biết rõ ngày tháng quán khai trương, nhưng ông khẳng định khoảng giữa năm 1985, 1986 gì đó. Khi khu vực này trước là bãi bồi của sông Hồng và khi quán A Trang mọc lên thì xung quanh vẫn còn đám lao sậy um tùm thời đó quán a trang rất đông khách gần như người dân hà nội ai cũng muốn một lần đến đây và thưởng thức thịt chó có lẽ nhận thấy việc kinh doanh của quán có hời nên một người hàng xóm liền mở ngay một quán thịt chó bên cạnh liên tiếp sau đó là hàng chục quán đồng loạt mở ra biến phố âu cơ qua đoạn nhật tân thành phố thịt chó nổi tiếng hà nội thậm chí là cả đất Bắc này. Với những thực khách gần như thường xuyên đến đây thì quán A Trang, anh Tú nhà kính hay Trần Mục luôn là địa chỉ được chọn. Nhưng tiếc rằng khi thương hiệu thịt chó Nhật Tân đang nổi thì hàng loạt chủ quán quyết định chuyển nghề, bỏ nghề. Người ngoài thì không biết nhưng người trong nghề ai cũng hiểu cả. Tôi từng tiếp chuyện một chủ quán tên Ca. Khi ấy, ông Ca mới kinh doanh được 5 năm nhưng đã bảo với tôi là bỏ nghề vì ông bị ám ảnh. Khi ngủ là nằm mơ, thấy đàn chó đuổi theo cắn. Biết làm nghề sát sinh nên ông ấy rất riêng đi đền chùa cho thanh thản. Nhưng được vài năm sau thì ông ấy bỏ hẳn. Ông Hưởng tiếp câu chuyện. Bỏ nghề vì sợ báo quán Có một thời, con đường Âu Cơ đoạn đi qua phường Nhật Tân gần như luôn mờ ảo trong sương khói vì các quán đốt rơm thui chó, nướng chả. Với những quán đông khách, lúc cao điểm, con ngày giết và tiêu thụ dâm bảy chục con chó là chuyện bình thường quán TM, một trong những quán thịt chó nổi tiếng ngày xưa giờ chỉ là căn nhà trống bụi bám dày từng lớp mặn nhện giăng khắp từ cửa vào hỏi ra mới biết chủ quán và vợ đã chuyển sang nghề kinh doanh bất động sản ở phía đối diện với quán thịt chó cũ việc quán thịt chó đắt khách nhất nhì ở phố thịt chó trước đây nghĩ không buôn bán nữa cũng có nhiều lời đồn thổi hư hoặc nhiều người bảo rằng chủ quán t m không bán thịt chó nữa mà chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực khác cũng có một phần từ những nỗi sợ vô hình và những lời đồn đoán của người đời về việc sát sanh báo ân báo quán của loài vật thân nhất với con người này theo tìm hiểu của chúng tôi, quán TM được ông M gây dựng và tạo ra thương hiệu quán thịt chó nổi tiếng từ những năm đầu của thập kỷ 90. Trước đây, khi làm được một thời gian ngắn thì ông M có ý định nghỉ bán vì những ám ảnh xung quanh việc sát sanh. Tuy nhiên, khi đó việc kinh doanh đang rất thịnh vượng, mang lại tiền bạc như nước nên vợ ông M không chấp nhận đóng cửa quán mà tiếp tục một mình quán xuyến còn ông mờ thì về chăm sóc và chơi vui cùng con cháu nhưng không biết có phải do ngẫu nhiên hay không mà trong một thời gian dài sau đó bà chủ cứ bị ám ảnh bởi những giấc mơ và sau khi chứng kiến những người làm nghề giết mổ có nhiều chuyện lục đục không có hậu trong cuộc sống cũng đâm ra suy nghĩ từ đó bà chủ quán thịt chó tê mờ không cho nhân viên giết mổ nữa mà nhập ở nơi khác về hoặc sai nhân viên làm thay khi việc kinh doanh vẫn đang trên đà thịnh vượng thương hiệu thịt chó tê mờ càng nổi tiếng và đông khách thì bà chủ thấy nhiều quán khác đóng cửa một cách đột ngột và cũng đúng thời điểm này bà bị mắc nhiều thứ bệnh thời điểm đó hầu như tháng nào bà cũng phải đi viện. Người bán nước gần quán thịt chó TM mờ kể lại. Trước đó, câu chuyện về ông Lờ, một chủ quán thịt chó ở đây đã đóng cửa vào năm 2000, đã dấy lên nỗi lo vì nghiệp sát sanh. Nhiều người kể lại rằng, con trai ông Lờ khi bắt chó ra làm thịt đã bị chó cắn. Do chủ quan nên không biết con chó bị dại mặc dù đã tốn rất nhiều tiền và chạy chữa khắp nơi nhưng anh này vẫn không qua khỏi một thời gian ngắn sau bà vợ của ông Lờ cũng bị tai biến đột quỵ và nằm một chỗ cùng nhiều câu chuyện xui xẻo khác ông Lờ đã đóng cửa không chút đắn đo suy nghĩ những câu chuyện trên chưa biết thực hư thế nào có tác động gì tới bà chủ quán tm hay không nhưng thực khách đã không còn được thưởng thức món thịt chó ngon nổi tiếng hà nội này nữa vì chủ quán tm quyết định đóng cửa sau khi quán tm đóng cửa những lời đồn đoán cứ liên tiếp diễn ra nhiều chủ cửa hàng cũng đóng cửa chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác khi đã có của ăn của để còn bây giờ ở phố thịt chó nổi tiếng một thời của hà nội chỉ còn duy nhất quán anh tú béo mà thôi. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông thành đạt Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức. Lâm bệnh hiểm nghèo gì giết rắn Khoảng tháng 4 năm 2014, trong thời gian quy động ấn tống Ngọc Lịch Bửu Phiêu, tôi liên hoa thái dương đã tới thăm câu lạc bộ sức khỏe cộng đồng unesco để giới thiệu về cuốn sách sau khi nghe tôi trình bày xong một thành viên trong câu lạc bộ đã rất tâm đắc và đặc biệt xúc động với câu chuyện thiêu chết mèo cái sinh sáu người con bị bệnh xương thủy tinh bởi vì chính anh này là một trường hợp tương tự anh ấy là trần ca vì một số lý do tế nhị nên anh ca đề nghị tôi giữ kín địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Anh sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Cách đây một năm, anh bỗng mắc phải chứng bệnh quái ác là máu đặc, đa hồng cầu với biến chứng rất nặng nề. Khi cuộc sống đang rất tốt đẹp với chức vụ cao, tài chánh ổn định, anh thường xuyên bị các triệu chứng như đau đầu, qua mắt, chóng mặt, chảy máu cam, xuất huyết tiêu hóa và các biểu hiện tắc mạch như đau cách hồi, nhồi máu não. Đó là một loại ung thư máu thuộc dòng hồng cầu, tiến triển chậm. Cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn và anh có thể chết bất cứ lúc nào. Nhiều lần anh tưởng như phải từ giá cõi đời vì diễn quyết học đã tuyên bố không thể chữa trị được. Nhưng trong tuyệt vọng, anh vẫn không từ bỏ khát khao được sống. Các ông bà ta có câu, có bệnh thì giái tứ phương. Anh quyết định thử nghiệm tất cả các phương pháp y học bổ sung khác, như công y đạo, thiền định, yoga, dân dân, để tìm cho mình một cơ hội. Tình cờ, anh được một người bạn cùng tập khí công khuyên tụng kinh sám hối. Không còn cứu cánh nào khác, anh nhất tâm, hằng ngày tụng chú đại bi, kinh pháp hoa và hồi hướng xin tiêu trừ bệnh tật. Một hôm anh nằm mơ, thấy một bà tiên áo trắng nói với anh rằng: "Con có biết vì sao bị bệnh này không? Đó là tại vì con đã giết 12 con rắn. Con phải thành tâm sám hối thì bệnh tật mới được tiêu trừ." Bà nói xong thì anh tỉnh giấc. Anh nhất thời suy nghĩ, mình chưa từng giết rắn, tại sao lại có tới 12 con? Đến bữa cơm trưa, anh đem giấc mơ kể lại cho mọi người trong gia đình cùng nghe. Lúc đó cha anh mới giật mình nhớ lại. Ông từng giết chết một con rắn trong giường, sau đó còn ăn thịt nó. Và cha anh khẳng định cách đây khoảng gần chục năm, Chính anh ca cũng từng giết một con rắn. Khi đó anh mới nhớ lại, những năm trước, có một lần khi đi làm về, anh thấy có một con rắn bò gần trước cửa nhà. Không đáng đo, anh dùng gậy gỗ, đập chết con rắn rất dã man rồi cũng không nhớ gì về chuyện đó nữa. Anh nói có thể con rắn đó đang có mang 11 quả trứng. Hiện nay, anh ca nhờ tập luyện khí công đều đặn, và dùng một số dược liệu tự nhiên để duy trì được sức khỏe và ổn định công việc, không cần phải dùng thuốc tây. Anh thực sự cảm thấy hối hận về việc mình đã làm. Một vài con rắn không phải là điều to tác, nhưng Phật Tổ từng nói mọi chúng sanh đều bình đẳng, mọi mạng rắn cũng là mọi mạng người. Ông trời có đức hiếu sinh, con người không nên giết hại các loài vật khác một cách vô cớ. Trong dân gian từng ghi nhận rất nhiều chuyện quả báo khi giết các loài, đặc biệt là nặng nghiệp như rắn, trồn, rùa, cóc, dân dân. Quả báo đích thực sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mọi người xin hãy cẩn trọng hành động của mình. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông thành đạt Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức. Bị rắn cắn cho đúng lời thề Ở Việt Nam, tôi có bà mẹ nuôi nhà gần biển. Hôm cô em gái út trong nhà làm đám cưới, Lúc tôi đang đi trên sân khấu đàn hát giúp vui Thì tên đệ tử của tôi là cháu của cô dâu khều tôi xuống gấp Tôi dội chạy ra sau Thì thấy bà chị thứ ba trong nhà Vừa bị rắn hổ cắn trên mu bàn chân trái Mọi người đang đỡ chị ấy ngồi ở một góc Chứ không khiêng vào trong nhà Vì dưới quê đó Họ tin là nếu bị rắn cắn mà khiên ngang qua dưới cây đòn dông thì chết ngắt không cứu được nghe nói cách nhà khoảng một cây số có thầy chuyên trị rắn cắn người nhà đã chạy đi mời thầy đến còn tôi vội sai lấy giấy và lưỡi dao lam tôi dùng dây cột chặt đùi của chị để ngăn không cho nọc rắn chạy lên tim đồng thời dùng hột quẹt đốt lửa sát trùng cái lưỡi dao lam rồi lấy dao lam đó cắt ngang trên hai đốm chỗ bị rắn cắn. Sở dĩ tôi rọc như vậy vì thấy máu bầm khô lại trên miệng vết cắn, nên tôi phải cắt để mở vết cắn ra. Kế đó, tôi dùng cái ly uống rượu nhỏ, đốt nóng bên trong ly rồi ụp ngay trên chỗ hai dấu răng để hút nọc. Vì tôi biết nhà ở xa bệnh viện, nếu đưa đi tôi nghĩ rằng chị sẽ chết trước khi đến bệnh viện Mà có đến cũng sẽ nguy khi xếp hàng làm thủ tục nhập viện Lúc đó máu trong chỗ vết cắn, bầm đen, chảy vào cái ly rất ít Chỉ động thành một vòng tròn, quanh miệng cái ly uống rượu phía bên trong Y như một cọng dây thun máu bầm đen nhỏ xíu mà thôi Thấy vậy, ông anh cả nói tôi đi ra để anh ấy hút máu cho nhanh hơn là giác. Nói xong, ông anh xúc một hớp rượu mạnh trong miệng, rồi mới ghé hút máu cho cô em. Nhưng khi anh vừa phun ra phì phì được có hai lần, thì ông thầy thuốc rắn tới. Sau khi đã ra giá là phải trả cho ổng hai chỉ vàng 24 sau khi hết bệnh. Vừa vào là ổng nạt ngay. Ai biểu mấy người cột cái đùi làm chi? Tháo ra đi! Người nhà nghe thầy phán Dội tháo cọng dây mà tôi đã buộc ra Trong khi thầy lấy một đống lá tươi Lá cỏ nhiều loại ra Nhai xong thầy bóp miệng của chị ba ra Và nhét cái mớ thuốc đó vào Mà thầy nhét vào nhiều tới nỗi Tôi thấy các lá thuốc và các lá như cỏ xanh Đầy tràn cá ra khỏi miệng Đây là lần đầu tiên trong đời Tôi chứng kiến một thầy trị rắn cắn nên tôi rất ngạc nhiên và thấy chán. Vì chưa gì, ông thầy này đã phạm vào hai lỗi lầm rất nghiêm trọng, có thể làm chết người như chơi. Thứ nhất là tháo sợi dây mà tôi đã cột để ngăn chặn phần nào nọc rắn chạy lên tim. Thứ hai là người khi bị rắn cắn, nọc rắn công phá sẽ làm cho đờm tràn lên cuốn họng. Đã vậy, ông ta lại nhét vào một đống lá thuốc như vậy càng làm cho người bệnh thêm khó thở nhìn cách trị bệnh tào lao như vậy tôi biết là không xong rồi nên tôi lẳng lặng vội chạy ra nhà trên đến trước bàn thờ phật còn đang nhang thấp nghi ngút tôi chắp tay thầm khấn nguyện đại khái như sau nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay là ngày thành hôn của em nuôi con con không biết nghiệp chướng nào đã khiến cho chị ba bị rắn cắn xin cho con lãnh cái nghiệp đó của chị con cầu khấn xin chư phật từ bi cho con dùng ấn phép tôi đã từng học bùa phép trước đó để giữ sinh mạng của chị ba lại và con nguyện sẽ ăn chay một tháng sám hối cho chị và hồi hướng công đức cho chị Mới khấn tới đó thì tôi nghe nhiều tiếng hét xôn xao lẫn tiếng khóc quà lên từ phía sau nhà. Tôi dội rút đại ba cây nhang đang cháy trong lư hương ở bàn thờ Phật. Đồng thời, ngay bên dưới, chỗ vách tượng có treo một quyển lịch, loại mà mỗi ngày xé một tờ. Nên tôi xé ra dài tờ lịch đó rồi chạy dội ra sau nhà, chạm vào vai của ông thầy rắn đang chạy ra cả đám đông bà con đang bu quanh kêu khóc khi họ thấy tôi tay cầm ba cây nhang đang cháy đi lại tất cả mọi người đều nín bặt tôi nói bà con đi ra ngoài hết cho chị ba dễ thở còn hai người đang ngồi sau lưng chỉ thì ngồi lại lúc đó thằng cháu con của bà chị hai cũng là đệ tử của tôi ghé tai tôi nói nhỏ sư phụ hồi nãy dì ba trợn mắt lên mà nói mắt bị đuôi không nhìn thấy gì cả sau đó kêu ọc ọc vài cái như nghẹt thở rồi xỉu luôn còn ông thầy rắn thì nói kêu tôi tới trễ quá rồi tôi chịu thua chết tới nơi rồi kiếm thầy khác đi nói xong cái ổng chạy mất tiêu trong khi cả vùng này chỉ có mình ổng là thầy rắn mà thôi tôi khẽ gật đầu tiến lại thấy chị ba ngồi giữa lưng vào hai người phía sau, mắt mở trợn trắng bất tỉnh mà miệng vẫn còn đầy lá cỏ lú ra. Tôi hết một hơi dài, thầm khấn, niệm chú và dùng nhang vẽ chữ phép trị rắn cắn lên vết thương ba lần. Xong lấy tờ lịch đắp lên, vỗ tay lên trên tờ lịch một cái. Chỉ có thế mà chị ba bỗng hộp lên một tiếng lớn khiến các lá thuốc cỏ bay ra và chị nhìn tôi ánh mắt có thần lại ngay chị đứng phắt dậy quay ra sau khạc các lá thuốc còn lại ra xong chị nói giọng tỉnh bơ phải hồi nãy em khoán cho chị phải không nên bây giờ chị thấy khỏe liền rồi tôi sững sờ trước kết quả kỳ diệu của chữ phép tôi không ngờ chỉ trong tích tắc mà người bệnh có thể hồi phục nhanh như vậy? Vì biểu hiện chị bị đuôi mắt, nghẹn đờm ở cổ và ngất xỉu là nọc rắn đã vào tim, coi như 10 phần thì chết hết 9 phần. Và rồi, trong lòng tôi đang dâng lên một nỗi xúc động, cảm phục quay lực của Phật Pháp vô cùng. Nên tôi khoan khoái, cười hì hì, cùng với đám đệ tử đi ra ngoài trước sân trở lại ngồi vào bàn tiệc cưới mà nhậu tiếp. Vậy mà ngay sau đó, chị ba tiếp tục lo nấu nướng làm bếp một cách tự nhiên. Sang ngày hôm sau, chị hoàn toàn bình thường như chưa từng bị rắn cắn. Trong khi ông anh, mặc dù đã ngậm rượu sát trùng trước trong miệng, và cũng chỉ hút chỗ rắn cắn rồi phun ra ngay, vậy mà ổng lại bị chóng mặt suốt ba ngày. Sau đó, tôi mới được kể là có lần trong nhà hai chị em cãi nhau chị ba đã thề đọc ý như sau tao thề là tao sẽ không giúp mày nữa kể cả đám cưới của mày tao mà giúp mày thì cho rắn hổ cắn tao đi lời thề trong lúc giận dỗi đã trở thành sự thật thế nên bạn chớ bao giờ nghĩ rằng muốn thề thế nào thì thề vì lời nói gió bay kỳ thực Lời nói thì gió bay thật, nhưng nghiệp quả của câu thề thì không có bay đi đâu. Vũ nhân, đủ duyên, dài năm dài kiếp, nó sẽ thành hiện thực. Còn tôi, vì trong lúc kích động trước cảnh sắp chết của bà chị nuôi mà tôi đã khấn sinh lãnh nghiệp cho chị. Nên sau đó, tuy tôi ăn chay một tháng, nhưng tôi vẫn bị xui xẻo liên tục suốt ba tháng liền đó các bạn. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông thành đạt Media, vui lầu không sao chép với mọi hình thức. Trong nhà, ai cũng đều có ít nhất một chiếc gương soi để làm duyên làm dáng, chỉnh chu lại trang phục dáng vẻ của mình. Nhưng ít người biết rằng ở cõi địa ngục cũng có một chiếc gương khác đầy huyền bí. Tường truyền, nó được gọi là gương soi nghiệp, chuyên dùng để soi chiếu nội tâm của con người, xưa nay vô cùng chuẩn xác, ai cố tình làm việc xấu đều bị soi thấy, còn nếu chỉ là vô ý thì chiếc gương này sẽ không soi ra. Trời nắng chang chang như đổ lửa, một mình Chu Dế Như lóp ngóp dưới cánh đồng không một bóng người. Xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng cây để ông có thể trú chân. Ông nheo mắt, ngước nhìn mặt trời đang lên chính ngọ, khẽ lấy và khăn, lau vội những giọt mồ hôi trời lã chả như tắm. Đúng giữa ngọ, 12 giờ trưa, ông cũng đã thấm mệt, bụng réo ào ào, chân tay bụng rủng rã rời như người bị tháo khớp. Ông men theo con đê đất đỏ quạch, bước thấp bước cao, định bụng về nhà ăn miếng cơm lót dạ. Nhưng đi mãi, vẫn chưa về đến nhà. Đột nhiên, ông thấy đầu mình quay như trong chóng, chẳng còn phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Trời đất chao đảo, quay cuồng trước mặt, rồi ông ngã xuống, ngất liệm giữa con đường vắng vẻ. Đến tờ mờ tối, ông mở mắt ra thì thấy mình vẫn nằm nguyên chỗ đó, xung quanh vẫn là đồng không mông quạnh, bát ngát, gió thổi mát mẻ vi vu, vô cùng êm ái và dễ chịu. Nhìn tứ phía chẳng thấy một con đường nào Ông loay hoay không biết phải đi đâu về đâu Đột nhiên ông nhìn thấy xa xa Có mấy chục người đang tiến về phía trước Bèn bám theo sau Những người này thật kỳ lạ Nam nữ, già trẻ lớn bé, giàu nghèo sang hèn đều có cả Không hiểu là họ đang rủ nhau đi đâu Mà ai nấy mặt buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng mà họ đi thật nhẹ, cứ như lướt trên mặt đất. Ông phải chạy hụt cả hơi mới theo kịp. Đằng bà con gái thì xóa tóc, che gần kính khuôn mặt. Ông cố bắt chuyện chào hỏi với mấy người trong số họ, nhưng chẳng ai thèm trả lời, như không nghe thấy ông nói. Chù giấy như rơi vào thế tiếng thái lưỡng nan ở lại không xong mà đi cũng chẳng đành trời ngày càng tối hơn nếu ở lại đây thì lát nữa trời tối hẳn ông phải biết say sở thế nào thế là ông đành lặng lẽ đi theo họ mọi người đi tới một nha môn ông cũng nối gót theo vào ông choáng ngợp trước cung điện rộng mênh mông hai bên trái phải đều là những dải hành lang quanh co chạy dài tích tắp lúc này trời đã tối hẳn những chiếc đèn lồng đo đỏ đung đưa theo dãy hành lang. Chu Giới Như bỗng thấy ơn ớn lạnh, nơi này có vẻ âm khí nặng nề. Tiểu lại, sai nha, trong bộ trang phục cổ xưa cứ chạy đôn chạy đáo, dường như đang hối hả ngân giá một vị đại quan nào đó vào an tọa trong đại điện. Ông đang nhấn nhát nhìn quanh, thì đột nhiên thấy một cánh tay nắm chặt lấy vai mình. Ông giật mình thẳng thốt quay đầu lại nhìn thì nghe người kia hỏi Sao ông lại tới đây? Phải mất vài giây, chu giấy như mới định thần lại được. Ông đưa mắt nhìn thì hóa ra là Trương Hằng Chiếu, một người bạn của ông. Nhưng thật lạ lùng, chẳng phải ông ấy đã mất được mấy năm rồi sao? Sao lại có duyên hội ngộ ở nơi này? Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là... Ông giật bắn người, sợ hãi, tim như sắp rơi ra khỏi lòng ngực, toàn thân run rẩy. Ông chợt nhớ lại bóng dáng giật giờ của đám người khi nãy, một luồng hơi lạnh toát chạy dọc khắp sống lưng. Bảo sau nơi này âm u tịch mịch, âm khí nặng nề, ngột ngạt đến vậy. Đèn lồng đỏ lập lè, dập dờn như ma trơi. Lúc này ông mới biết đây là địa phủ. Suýt chút nữa thì ông ngất liệm. Trương Hằng Chiếu nhìn ông mỉm cười bảo. Ông đừng sợ, hãy bình tĩnh lại nào. Trương Hằng Chiếu tiếp lời. Thì thoảng cũng có một vài linh hồn của người sống đi lạc tới đây. Diêm Vương có gặp cũng không trách tội ông đâu. Nhưng e rằng khó tránh khỏi sẽ bị truy hỏi vài câu. Chi bằng, ông ngồi trong sảnh, đợi khi thoái đường, tôi sẽ tiễn ông đi. Tôi cũng muốn hỏi thăm xem chuyện nhà cửa của tôi dạo này thế nào chu giấy như chưa ngồi ấm chỗ thì diêm vương đã thăng đường ông lén nhìn qua khe cửa thì thấy mấy chục người cùng đi với ông ban nãy đều lần lượt bị thẩm vấn nhưng nghe không rõ họ nói gì chỉ thấy người thì châu mày ủ dột người thì lại rưng rưng muốn khóc người thì nước mắt lưng tròng nhưng cũng có người trông rất điềm nhiên có người lại khẽ mỉm cười có lẽ lúc này, công tội phân minh, ai nấy đều có những vui buồn đan xen lẫn lộn với nhau. Sau đây, mỗi người lại tiếp tục một cuộc hành trình mới, sướng khổ khác nhau. Lại thấy một người đàn ông cao lớn, lông mày hất ngược lên trên, trông rất dữ tợn. Ông này có vẻ như đã từng làm quan lớn hay đại gia tại Dương Giang. Ông rất hiên ngang, một mực hùng hổ tranh biện với Diêm Vương, dường như không phục với tội danh mà Diêm Vương phán xét cho mình. Diêm Vương nhấc cánh tay lên khỏi mặt bàn, xua tay một cái, từ bên trái cung điện đột nhiên xuất hiện một chiếc gương to đùng, dài hơn một trượng. Đó là một chiếc gương hình bầu dục, được bao quanh bởi một vần sáng, nhìn vào trong thấy cả vũ trụ bao la thầm thẳm những vị tinh tú đang xoay chuyển giữa các hành tinh. Kỳ lạ là chiếc gương ấy không hề có giá đỡ mà vẫn cứ lơ lửng trên không. Diêm vương nhìn thẳng vào người đàn ông nọ quát lớn. Người có biết cô gái này không? Người đàn ông nhìn chầm chầm vào chiếc gương. Trong gương xuất hiện một A Hoàng còn khá trẻ, tay bị trói ngược ra sau, vẻ mặt khiếp sợ lộ rõ trên khuôn mặt non nớt của cô. Chiếc roi da liên tiếp quật vung vút vào da thịt, vào mặt, vào cổ, vào bất cứ chỗ nào trên người cô một cách lạnh lùng. Cô gái kêu lên đau đớn, chiếc roi quật rách quần áo cô, có thể thấy vài nơi trên cơ thể cô đã hằn đỏ và tím bầm như những vệt máu lớn. Ai nấy đều kinh sợ, không hiểu cô A Hoàng này đã làm điều gì sai trái mà bị ông chủ đánh đập tàn nhẫn tới mức như vậy. Lúc này, Diêm Vương mới lên tiếng. Sao người lại đánh đập con cái người ta ra nông nổi này? Người đàn ông đáp. Nó là A Hoàng nhà ta, nó đánh vỡ chiếc bình ngọc mà ta tốn mấy nghìn lạng bạc mới mua về được. Chịu tội như vậy là đáng lắm. Y vẫn vên mặt, không chịu khuất phục. Diêm Vương nói. Được, nếu ngươi còn chưa phục thì hãy xem đây. Diêm vương lại vung vạt áo lên Một tia chớp Vụt lé lên Trong chiếc gương hiện ra Cảnh một cô gái xinh đẹp Đang thổn thức trên giường vì bị làm nhục Lúc này Người đàn ông biết không thể chối cãi được Những tội lỗi do mình gây ra Bèn cúi đầu nhận tội Diêm vương cho sai nhà Lôi người đàn ông ra ngoài Những người có mặt ở đó Ai nấy đều sợ xanh mặt không ngờ nhiều chuyện, cứ ngỡ rằng chỉ có mình mình biết quỷ thần không hay mà nay lại hiện rõ ra mồn một như giữa thanh thiên bạch nhật. Một lúc sau thì thoái đường, Trương Hằng Chiếu tới hỏi tình hình con cháu trong nhà. Chu Giới Như nói sơ qua vài lời thì Trương Hằng Chiếu đã xua tay mà rằng Thôi, ông đừng nói nữa, chỉ khiến tâm thêm phiền, ý thêm loạn. Chu Giới Như hỏi, chiếc gương ban nãy có phải là gương soi nghiệp không trương hằng chiếu nói đúng vậy chu giới như lại hỏi gương bình thường chỉ soi được hình ảnh đứng trước nó cái gương này sao lại có thể soi được cả những sự việc đã làm trong đời như vậy trương hằng chiếu nói gương của con người chỉ soi được hình ảnh cơ thể bên ngoài còn gương thần lại soi được những thứ ẩn sâu trong tâm họ khi người ta làm việc gì đó thiện hay ác trong tâm mình đều minh bạch cả một khi đã minh bạch rồi thì trong tâm sẽ luôn nghĩ tới điều này trong tâm luôn nghĩ tới chuyện này thì sẽ lưu lại hình ảnh về chuyện ấy cho nên chỉ cần soi một cái là toàn bộ hiện ra hết nếu vô tình phạm lỗi bản thân họ cũng không hay biết thì không thể soi thấy bởi vì họ sẽ không để tâm tới chuyện ấy nên cũng không có hình ảnh của chuyện đó lưu lại trong ký ức. Diêm Vương khi xử án tại địa phủ chỉ nhìn vào tâm của con người, xem việc đó là vô tình hay cố ý, rồi từ đó mới phân ra thiện ác. Ông phải minh bạch được điều này nên ngay khi chưa thực sự làm một việc xấu ác nào đó mới chỉ nào đó. Câu chuyện chết cả gia đình Batakara là con gái một gia đình giàu có ở xá vệ. Gia sản lên đến 400 triệu. Nhan sắc cô tuyệt đẹp. 16 tuổi được cha mẹ cho ở tầng chót tòa nhà 7 tầng, canh gác cẩn thận. Tuy vậy, cô vẫn thông gian với gia đồng của mình. Cha mẹ đã hứa sẽ gả cô cho một chàng trai đồng giai cấp. Ngày cưới gần kề, cô bảo tên gia đồng hãy tìm cách mang cô khỏi nơi này nếu thật sự thương yêu cô và họ đồng ý trốn đi đến ngày hẹn cô dậy sớm ăn mặc dơ bẩn tóc tai rối bù còn bớt thêm bụi đỏ vào mình cầm bình đựng nước giả bộ ra ngoài kiếm nước để đến chỗ hẹn rồi cả hai đi thật xa đến một làng nọ sinh sống chồng trồng trọt gom củi và lá trong rừng vợ xách nước giả gạo nấu ăn làm việc nội trợ một thời gian sau cô có mang cô muốn về nhà cha mẹ sinh nở để được giúp đỡ nhưng anh chồng không chịu sợ họ bắt tội và hành hạ mình cô đòi nhiều lần vẫn không được nên khi chồng vào rừng cô gửi nhà cho hàng xóm rồi về nhà cha mẹ anh chồng trở về hay được rượt theo bắt cô trở lại nhưng đến một nơi cô chuyển bụng sinh được một bé trai cả hai lại trở về nhà Lần sau có mang, cô cũng bỏ về nhà cha mẹ như trước. Anh chồng tìm theo cũng bắt cô trở lại. Trên đường về, bất ngờ một cơn bão lớn thổi tới. Mưa như trúc, sấm sét không ngừng. Đúng lúc đó cô chuyển bụng. Anh chồng đi tìm cây che chòi cho cô lâm bồn. Thấy bụi cây trên ủ mối, anh ta vừa bẻ xuống, thì rắn độc trường ra cắn chết. Thân nóng như lửa, mình mẩy tím ngắt bà ta kara đau bụng dữ dội chờ hoài không thấy chồng trở lại rồi cô sanh đứa thứ hai cả hai đứa không chịu nổi gió mưa khóc thét lên cô chỉ có cách áp chúng vào ngực úp mình xuống chịu trận như thế suốt đêm toàn thân như không còn chút máu người như chiếc lá vàng úa hừng đông hôm sau cô lên đường tay ôm đứa mới sinh đỏ hỏn trong lòng tay kia đưa cho đứa lớn nắm Ba mẹ con thất thiểu đi theo đường anh chồng đã đi và thấy anh nằm chết gần ụ mối, cô than khóc ai oán rồi đi tiếp. Đến bờ sông Ashi-Ravati, nước dâng cao, nhiều chỗ đến thắt lưng, cô quá yếu không thể lội qua với hai đứa con. Để đứa lớn bên này, cô đem đứa nhỏ qua sông, bẻ một nhánh cây trải đặt nó lên rồi quay trở lại. Vừa bơi vừa nhìn ngoái lại đến giữa dòng cô thấy một con diều hâu xà xuống quắp đứa bé cô hốt hoảng xua tay hét lên bay đi bay đi nhưng nó không nghe vì quá xa và chợp đứa bé bay đi mất bên này đứa con lớn thấy mẹ quơ tay tưởng gọi mình cũng bò xuống sông bị nước cuốn mất chồng bị chết đứa con thì bị chim tha đi đứa thì nước cuốn cô quá khổ thất thiểu cố gắng đi về nhà cha mẹ tại xá vệ. Gặp một người từ trong thành đi ra, cô hỏi thăm về gia đình mình. Ông kia biết nhưng hình như không muốn nói đến. Cô cứ hỏi riết buộc ông phải nói sự thật. Là gia đình cô cả nhà bị trận bão hôm qua làm sập đè chết hết. Hàng xóm và thân nhân vừa thiêu họ xong. Khói còn bốc lên trên giàn quả, từ xa vẫn trông thấy Cô nghe xong quá đau đớn nổi đi ngay, y phục rớt hết mà không hay biết. Cô trần trù như thỏ mới sinh, lang thang khóc lóc thở than. Hai con ta đã chết, chồng ta chết giữa đường, cha mẹ và anh cũng đã thiêu trên lửa hừng. Ai thấy cô cũng đều la lên, đồ điên, đồ điên, kẻ ném rác, kẻ tung bụi vào cô. Lúc ấy, Thế Tôn ngủ ở tỉnh xá Kỳ Viên đang thuyết pháp giữa hàng môn đệ ngài trông thấy cô từ xa và biết cô đã viên mãn một trăm ngàn kiếp tròn lời nguyện và đạt đến cứu cánh do đó thế tôn khiến cô đến tịnh xá các đệ tử la lên đừng để cô điên vào nhưng phật bảo cứ để cô đến rồi nói với cô này cô hãy tỉnh trí lại đi nhờ thần lực của phật cô lập tức khôi phục tâm trí ngay đó, cô nhận ra y phục mất hết, cảm thấy xấu hổ và sợ tội. Cô vội úp mình xuống đất. Một người ném cho cô y khoác. Mặc xong, cô phủ phục dưới chân Phật thưa. Bạch Thế Tôn, con xin quy y ngài. Nương tựa ngài, con có một đứa con bị diều tha, một đứa bị nước cuốn. Chồng con chết, cha mẹ anh em con cũng chết. Phật bảo, ra đừng phiền muộn. Ngươi đã đến với người có thể là nơi ẩn trú, nơi che chở, nơi nương tựa cho ngươi. Những điều ngươi kể đều đúng cả. Cho đến ngày nay, qua biết bao nhiêu vòng luân hồi, ngươi đã khóc vì mất con, mất người thân, nước mắt rơi nhiều hơn nước bốn biển. Và Ngài nói kệ sao? Nước bốn biển ít hơn so với lệ nước đổ vì sợ và quẩn trí tại sao còn phóng dật? phật giảng giải cho cô hiểu thân người là giả tạm có sinh phải có tử sống là cha mẹ chồng vợ anh em con cháu chết thì đường ai nấy đi trong sáo nẻo luân hồi không ai chịu thay nghiệp quả cho ai mỗi người nên nhận thức sự thật của kiếp sống giả tạm này tinh tấn tu hành để được giải thoát khỏi khổ đau. Nghe Phật giảng giải, cô như người sắp bị chết đuối được cứu vớt, tâm cô trở nên sáng suốt, những khổ đau lắng dịu, liền xin Phật xuất gia, Phật liền đồng ý. Về sau, cô nỗ lực tu hành và cũng chứng được thánh quả. Thật là hạnh phúc cho Patakara, trong sự khổ cùng cực của cuộc đời, nếu không gặp Phật, cô sẽ ra sao? Quả thật, Phật là một bậc đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của nhân loại. Câu chuyện một việc nhỏ, một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ, dịp hè cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ của chúng thuê một cái liều ngồi uống nước trên bờ giỏi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt. Thế rồi, họ chợt trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc sền soàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tóc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, giáo giác nhìn, rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta đi chỗ khác kiếm ăn. Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển y ầm, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ dừng lại, Nhìn thấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình, bà mỉm cười với chúng nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó đi chỗ khác. Bà cụ lại lặng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển. Trong lúc nói chuyện với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ sững sờ bà cụ ấy là người dân ở đây từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển vô tình đạp phải mảnh chai rồi bị nhiễm trùng sốt cao đứa bé bị bệnh uống ván từ dạo ấy thương cháu đến ngẩn ngơ bà cụ cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển tìm nhặt những mảnh chai những mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhoe. Ồ, tôi chỉ là một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi. Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển, mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành. Nhưng bà cụ đã đi xa rồi, bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống. Câu chuyện Lòng lành đổi tướng thay tên Người thọ âm dương của trời đất và khí huyết của cha mẹ mà sinh ra, từ bậc vua quan cho đến bậc dân giả cũng đều như nhau cả. Nhưng trong đó, mái tạo hóa có phân biệt khác nhau là cái tướng, bởi vậy nên người tuy đông mà không ai giống ai hết. Tướng ấy thể hiện người sang, hèn, giàu khó, yểu thọ, ngai gian, vân vân. Hễ hình hài mang lốt tướng nào thì vận sự thành theo bậc ấy, không khi nào sai. Hồi đời vua Vĩnh Lạc, nhà Minh bên Tàu, có một người tên là Trịnh Hưng Nhi, coi cút một mình, không cha mẹ bà con chi hết. Chàng bèn đến dinh quan Bộ Lan là họ Vương, sinh ở Hầu Sai Khiến. Được nửa năm, ông thấy chàng mới 17 tuổi mà thật thà, siêng năng và cung kính, nên ông đem lòng thương, không cho làm việc nặng, để ở trên nhà khách lao dọn bàn ghế và sai khiến trong khi có khách, hoặc trà nước, hoặc cơm rượu mà thôi. Ngày kia, phu nhân bệnh nặng, thuốc thang đã nhiều mà không thấy công hiệu, trong khi quan bộ lan lo buồn thình lình có khách là ông viên thượng bửu đến thăm nguyên ông này tên là trung kiệt làm chức thượng bửu tư thừa là con của ông viên liễu trang cha con tướng thuật như thần tại xứ kinh kỳ ai cũng kính phục khi chủ khách ngồi yên ông thượng bụ ngó qua bộ lan và nói rằng ngày sau mà khí trệ chắc là bửu quyến có bệnh không yên nhưng cái tướng này không phải ở trong sinh ra thật ở ngoài mà đến hoặc có chỗ tránh được cũng chưa biết chừng quan bộ lan vẫn biết ông thượng bửu thần tướng nay xem tướng mình lại đoán trúng việc nữa nên ông muốn hỏi cho cặn kẽ nhưng chưa kịp hỏi kế tiếp trịnh hưng nhi bưng khai trà lên mời hai ông uống rồi trở xuống nhà sau ông thượng bửu thấy trịnh hưng nhi bèn nói nhỏ với quan bộ lan rằng trò nhỏ pha trà đó là người chi trong nhà nó là đứa ở của tôi ngài hỏi có việc gì không quý quyến của ngài hay sinh bệnh là bởi tại trò đó có cái tướng phòng chủ nếu nó ở lâu với ngài thì sợ trong nhà phải hao người vậy ngài cũng liệu mà cho nó ra khỏi nhà thì tự nhiên sẽ bình an hèn chi từ khi nói đến ở với tôi tới nay ước chừng được năm sáu tháng trong nhà tôi đau ốm luôn luôn không ngày nào toàn mạnh nhưng nó tánh nết dễ thương tôi đầu nở đuổi đi khi ông thượng bửu ra về quan bộ lan đem lời ý thuật lại phu nhân nghe xong liền bảo ông hãy mau cho nó đi ông sợ trái ý vợ mà thêm bệnh bất đắc dĩ ông phải kêu hưng nhi vào cho mười quan tiền rồi bảo đi nơi khác ở hưng nhi khóc lóc thưa rằng con không có khi nào trái ý chủ mà nỡ nào lại đuổi con ông bộ lan bèn đem việc ông thượng bủ xem tướng mà thuật lại chàng biết thần tướng đã nói như vậy không thể nào ở được liền lại ông bà rồi ra đi quả nhiên khi chàng ra khỏi nhà phu nhân bắt đầu mạnh dần rồi từ ấy về sau trong gia đình yên ổn những người trong nhà của quan bộ lan thấy ông thượng vũ nói tướng của Hưng nhi như vậy thì đều dụm năm dụm bảy luận nọ bàn kia một truyền mười mười truyền trăm trăm truyền ngàn làm cho cả kinh thành ai cũng hay biết việc ấy cả chàng Hưng nhi ra ngoài đường lững thững không biết đi đâu trời vừa tối chàng vào trong am quan âm nằm trước mái hiên lăn qua trở lại ngủ không được chàng bèn than thở rằng người ta có cha mẹ bà con lại giàu sang tướng tốt còn mình đã tứ cố vô thân lại có cái tướng hại chủ nay không tội mà bị đuổi thì ai còn chịu làm chủ mình nữa chi bằng chết cho mát thân còn hơn chàng suy đi nghĩ lại như vậy rồi mệt sức ngủ quên bỗng thấy một người tay cầm nhành lá ở trong am bước ra đứng ngay trên đầu chàng. Chàng bèn lật đật ngồi dậy thì bà ấy lấy nhành lá chỉ ngay nơi mặt chàng mà nói rằng Con chớ nên tự tử, vì con tuy có tướng xấu mà lòng con tốt, cũng có ngày con được nên thân. Bà ấy nói mấy lời như trên đó, liền bước vào trong am, kế đến Hưng Nhi giật mình thức dậy mới biết là Điềm Chim Bao sáng ngày chàng nhớ điểm mộng ấy không dám tính tới việc chết nữa cố lo tìm đến các dinh quan hoặc các nhà giàu sang mà xin ở hầu hạ nhưng đáng thương thai ai nấy nghe đến tên hưng nhi cũng đều làm ngơ không chịu cho chàng ở chàng đi tối ngày cũng về am quan âm mà ngủ trọn nửa tháng trường như vậy lúc ấy mười quan tiền của quan bộ lan cho chàng đã tiêu xài hết rồi nên chàng bối rối trong lòng không biết tính làm sao để sống cho qua ngày tháng một đêm nọ chàng nằm thao thức nghĩ rằng nửa tháng nay mình đi đến chân thành mà chẳng có một người dung nạp vậy mai đây mình phải ra khỏi chân thành mà tìm kiếm họa mai có gặp mối chăng sáng ngày chàng thức dậy vừa ra khỏi cửa thành thì lại muốn đi đại tiện chàng liếc xem bốn phía Thấy nơi bờ thành có hai giải nhà cầu, giải bên tả thì đàn ông lui tới không dứt, còn giải bên hữu thì đàn bà cũng ra vào liên tiếp. Chàng nhắm giải bên tả đi vào, lựa một căn trống bước tới, liền ngồi đại tiện. Khi đứng dậy, ngó lên nóc nhà, thì thấy một gối bằng vải đen móc toàn ten. Chàng lấy làm lạ, liền với tay móc gối xuống biết nặng nhưng chưa biết vật chi ở trong, bèn đem ra chỗ vắng, mở lớp vải ở ngoài. Thấy có ba trăm lượng bạc gói trong ba mươi gói bằng giấy xanh. Khi mới thấy bạc ấy, chàng mừng rỡ mà nghĩ rằng, hay cho ta, bữa nay hết tiền, mai lại được bạc nhiều như thế, còn lo chi là nghèo và sợ chi là bị đuổi. Nhưng chàng lại nghĩ rằng Cũ này chắc là kẻ đi đại tiện bỏ quên như người khách thương giàu có mà bỏ quên gói bạc này dù có mất đi nữa thì họ còn bạc khác ta có lấy luôn cũng không hại chi nhưng người thiếu hụt phải đi vai mượn hoặc bán đất vườn để lo việc công danh hay làm việc cực khổ mà ta lấy đi thì hại cho gia đình và tánh mạng của họ lắm huống chi trời cho ta mạng cùng cực làm đầy tớ cũng còn chưa yên lại có phước đức đầu mà hưởng của sẵn này. Chỉ có đem trả cho người là phải. Đã chẳng hổ với lương tâm, lại khỏi hại đến công việc của người, mà cũng không trái ý trời nữa. Chàng Hưng Nhi nghĩ như vậy, liền sách gói bạc đến gần nhà cầu. Lựa khi người ta không thấy, bèn môi đất vùi lấp gói bạc xuống, rồi ngồi gần một bên, chăm ngó vào nhà cầu mãi, xem có ai đến kiểm hay không chàng ngồi một dập lâu, bèn thấy một người đàn ông hớt hải chạy đến, vào căn cầu này qua căn cầu khác. Luôn hết cả giải cầu bên tả, rồi ra đứng ngoài. Tai thì bứt tóc trên đầu, miệng thì nói rằng, Thế này thì tôi phải chết, còn sống mà làm chi? Hưng Nhi thấy người ấy hớt hải và nghe mấy lời than thở như thế, thì biết chắc là người đi kiếm gói bạc. Chàng liền lên tiếng kêu rằng, Ơ, ờ, anh kia, có việc chi cần kiếp? Lại đây nói cho tôi biết, quả mai tôi có thể giúp đỡ được gì không? Người ấy nghe kêu, liền chạy lại nói rằng, Em ơi, thời vận của tôi thật xui, nguyên chủ tôi giao bạc cho tôi đem đến kinh, mà lo sự thăng quan. Đêm qua ngủ tại tiệm cơm gần cửa thành này, vì phòng ngủ không được chắc chắn, nên tôi thức cả đêm. Sáng ra tôi đến nhà cầu này, lại móc khối bạc nơi cái đinh lớn. Rồi đi tôi bỏ quên lại đó. Bây giờ tôi biết lấy chi mà lo. Và khi về biết nói lời chi cho khỏi tội. Nên tôi muốn liệu mình tự tử cho rồi. Hưng Nhi hỏi rằng, Chủ của anh làm quan chi, còn anh là người chi của chủ. Họ tên là gì? Xin cho tôi biết, rồi tôi sẽ giúp cho. Người ấy liền nói, Chủ của tôi là Trịnh Hùng làm quan chỉ huy tại phủ hoài an còn tôi đây họ trương chủ cho làm chức đô quản và người ta thường kêu tôi là trương đô quản nếu như em biết ai lấy gói bạc đó thì nói dùng cho tôi xin lại ơn ấy tôi không dám quên hân nhi lại hỏi nữa rằng gói bạc của anh được bao nhiêu và hình dáng cái gói ra sao anh nói cho tôi nghe thử người ấy đáp rằng ở ngoài gói bạc bằng vải đen bên trong có 300 lượng bạc gói bằng giấy xanh, mỗi gói là 10 lượng. Hưng Nhi cười rằng, chính em đây lượm được gói bạc ấy nên ngồi đợi anh mà trả lại. Chàng nói vừa dứt lời, liền môi đất xách gói bạc lên đưa cho người ấy. Đô quản thấy gói bạc của mình thì rất mừng, bèn mở ra đếm lại, y nguyên không thiếu một lượng nào, rồi đứng dậy vòng tay thưa rằng Em nhỏ người mà đứt lớn, tôi xin kính lại 50 lạng để đền ơn. Hưng Nhi nói rằng, nếu như em muốn lấy gói bạc đó thì em đã đem đi mất rồi, cần gì phải ngồi đây đợi anh làm chi? Xin anh chớ nên làm hư cái tâm thật của em. Trương Đô Quảng hỏi rằng, em nhà cửa ở đâu, tên họ là chi, xin cho tôi biết, phòng sau tôi tìm đến mà đáp tình. Em tên là Trịnh Hưng Nhi, 17 tuổi, mồ côi từ thuở bé, không cha mẹ, không bà con, không nhà cửa chi hết. Em đừng ở đầy tớ cho quan bộ lan, bị thầy tướng nói em có tướng hại chủ, nên em bị đuổi đi, hơn nửa tháng này không chỗ nương tựa. Đô quả nghe nói thì động mối thương tâm, bèn nói rằng, em lương cơn cùng cực mà thấy của không tham, thật là lòng dạ thánh hiền, dẫu người xưa cũng không bị kịp. Thôi, em không cần đi đâu làm chi, cứ theo tôi vào quán ăn uống và nghỉ ở đó với tôi. Sáng ngày mai em giữ giùm hành lý, còn tôi thì vào các dinh quan mà lo công việc. Đến chừng xong rồi, tôi sẽ dẫn em về Hoài An, thưa cho chủ tôi biết. Vả lại, chủ tôi cũng đồng họ với em, có lẽ em sẽ được việc tốt. Nếu chủ tôi không dùng em, còn tôi đây làm chức đô quản, có thể nuôi em năm ba năm cũng được." Hưng Nhi nghe nói rất mừng, kế hai người dắt nhau vào quán ăn uống nghỉ ngơi. Sáng ngày, Hưng Nhi ở nơi quán mà giữ hành lý, còn Đô Quảng thì vào bộ binh lo việc thăng bộ cho chủ mình là Trịnh Hùng xong, rồi trở lại chỗ nghỉ mà dẫn Hưng Nhi về xứ. Khi đến Hoài An, Đô Quảng để Hưng Nhi đứng ngoài cửa ngõ, còn chàng vào bẩm các việc tại kinh cho chủ hay. Quan Chỉ Huy nghe nói rất mừng, bèn thốt rằng nay ta được thăng chức du kích tướng quân là cũng nhờ ngươi thông thạo mới được việc. Đô Quảng bẩm rằng, không phải nhờ tôi, thật là nhờ một vị cứu tinh. Nếu không có vị cứu tinh đó, thì chẳng những chủ đã không được quan chức, mà tánh mạng của tôi cũng không còn. Ông du kích hỏi rằng, vị cứu tinh nào đó? Đô Quảng liền kể hết việc mất bạc, nhờ Hưng Nhi lượm được rồi trả lại, ông du kích nói sao không mời về cho ta đền ơn đô quản bẩm rằng tôi có dắt người ấy về nhưng còn đứng ngoài cửa ngõ ông du kích lật đật ra ngoài dắt vào nhà khách mời ngồi nhưng hưng nhi không dám cứ xin để cho chàng đứng hầu mà thôi sao chàng bị mời ép hai ba phen nên phải kéo cái ghế ngồi lùi ra sau ông du kích nhìn xem tướng mạo của hưng nhi biết không phải là người hà tiện liền nói rằng người họ trịnh còn ta đây cũng họ trịnh tuổi gần năm mươi mà vợ chồng không con ta muốn nhận ngươi làm con phòng ngày sau nói dòng họ trịnh không biết ngươi có vui lòng chăng hưng nhi lẩm bẩm phận con hèn hạ nếu quan lớn thương con cho ở để sai khiến thì cái ơn ấy đã lớn lắm rồi có đâu dám mong đến sự làm con Ông Du Kích nói rằng, không phải như vậy đâu, ngươi là một vị ân nhân của ta. Nhân quả báo ứng, cái kết cả nhà dông mạng vì làm giàu bất chính. Chuyện Phật giáo hay nhất năm 2023 Hiện tại, trong giới kiến trúc, có ba câu danh ngôn. Chỉ trộm công, không giảm liệu, chờ sập. Chỉ giảm liệu, không trộm công, sẽ sập. Đã trộm công, lại giảm liệu, chắc chắn sập. Nói giảng lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố đài nam của đài loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên trương sĩ lương ông không học qua sách nhưng phòng ốc xây dựng hết sức kiên cố tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu ông luôn đảm bảo uy tín danh dự cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ ai cũng muốn mời ông thầu xây Trương Sĩ Lương có hai con trai. Đứa đầu tên là Trương Kim Sùng, là kỹ sư thiết kế kiến trúc. Còn đứa út tên là Trương Tất Khoan, kế thừa sự nghiệp phụ thân. Lúc đó, chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư. Công trình tổn phí rất lớn. Các cổ đông trong hai thế lực hắc bạch tranh nhau giành thầu xây dựng công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt, nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó, chính phủ huyện có vị quan tên là Chim Tự Thành, thuộc loại khổ học xuất thân, nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên. Chỉ đáng tiếc là y không tự trọng, không biết giữ thân trong sạch. Tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thói xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, du quan hại người, giỏi nói suông nhưng làm tồi, dân dân. Khi y biết công tử trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng, đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và chưởng lực mà giành được như nay ông sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng thì phải chia cho họ một chén cơm đây gọi là phí giới thiệu kim sùng thấy nhóm ông thành khí thế hung dữ sợ sinh mạng bị nguy hiếp đành phải thỏa hiệp đáp ứng tiếp đến ông Thành dẫn nhiều người tìm đến quản lý công trình là công tử Úc Trương Tất Khoan. Ngoài việc yêu cầu Tất Khoan nợ phí bảo đảm, tên Thành còn đòi quyền khoáng bao chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên nhân là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất khoan bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói, đành bấm bụng để tự thành nắm quyền. Thế là tự thành tha hồ thao túng, diệt trộm công giảm liệu, tức là cắt giảm nguyên vật liệu. Y khéo léo mua chuột các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tự thành cho rằng thủ pháp của Y chu đáo, kính như bưng, Ắt là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm sau khi chung cư xây hoàn tất, đại nam phát sinh thủy tai, phong tai nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi bão to gió lớn. Trong một chiều, ngôi cao ốc bất ngờ đổ sập, gạch ngói bay tứ hướng và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai do vậy họ đích thân chứng kiến hết liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra chim tự thành gian trá liền đổ hết trách nhiệm lên đầu trương kim sùng trương tất khoan trương kim sùng khôn ngoan biết khó trốn trách nhiệm liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự riêng tất khoan trung hậu không biết hối lộ nên bị phán ngồi nhà giam bốn năm rưỡi tin tức này truyền đến tai trương sĩ lương đang nằm trên giường bệnh ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị quỷ hết trong một sớm một chiều nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết tự thành tính rất giảo hoạt và mưu mô, nên cũng không dám quỷ hợp tác. Em họ tự thành là chim mộc căng, cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hễ tự thành tiếp được công trình, thì giao cho chim mộc căng xây dựng. Sau đó, y ung dung đòi nợp nhiều tiền hoa hồng mà các công trình Mộc Căng nhận được đều không có lợi nhiều, lại phải nộp phí quá cao nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được, bèn hẹn gặp riêng Mộc Căng đề nghị hợp tác làm ăn. Kim Sùng nhận công trình xong thì giao cho Mộc Căng xây. Lợi ích chia đều, không hề đòi phí qua hồng qua cút gì. Mộc Căng nghe thì thích lắm, Vui vẻ hợp tác, tình này truyền đến tai chim tiểu thành. Y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và Mọc Căng dám dông ơn bội nghĩa với mình. Nên ngày tối đó, Y dẫn theo sáu tên xã hội đen đến nhà Kim Sùng định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ, khi đó cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám gian. Kết quả, tự thành nổi danh cáo già, trừ diệt bị cách chức ra. Pháp diện còn phán tội danh, đốc suối giết người chưa thành. Tuyên phạt y một năm rưỡi tù giam. Khi tự thành mãn hạn tù được thả rồi, thì y hợp cùng các thế lực đen mở một công ty kiến trúc đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây do y điều khiển vô số công trình rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo mỗi lần có sự cố phát sinh sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng nhưng sau khi tự thành giao lưu thầm lén với họ xong thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù tự thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùng vốn xây cho một biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông quan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngày tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụp lúng rồi sụp đổ khiến vợ chồng ông Thành, con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây công trình gian, vô phương đào thoát, đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch dụng sau đó cảnh sát điều tra mới biết ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông thành do ông thành và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bọn rút vật liệu và tuyệt chiêu này đã được ông truyền cho con trai còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông đây gọi là báo ứng trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu trong xã hội bây giờ bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài, thế lực, danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đại địa chấn, tứ xuyên, Vấn xuyên bị đại địa chấn làm sụp đổ biết bao tòa nhà bị bòn rút vật liệu và đã đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương nhân hợp tác làm gian dối cẩu thả, rồi tạo nên thảm kịch, máu loan đầy đất, từ việc xây dựng thiếu lương tâm. Hy vọng xem xong câu chuyện có thật này, các vị sẽ giữ lòng hướng thiện. Nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang, thì hại người vẫn là hại mình, khó thoát khỏi báo ứng rủi ro. Bởi vì, đồng tiền bất nghĩa dù do chính tay mình hay con cháu tạo ra thảy đều vô phương hưởng dụng